Loài rắn lớn nhất Nhật Bản có thể vô tư leo tường vào nhà dân mà chẳng sợ. Vì sao? Rắn ninja là loài rắn lớn nhất ở Nhật Bản. Chúng có khả năng bơi lội và leo tường như chiến binh ninja vậy. Nếu tận mắt chứng kiến khả năng bơi lội hay trèo tường, những vách tường thẳng đứng của loài rắn này, bạn sẽ phải dùng mình lo sợ một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với chúng ngay trong ngôi nhà của chính mình. Đó chính là những gì mà loài rắn chuột Nhật Bản, thuộc họ rắn nước, có thể làm được. Chúng có thể bơi lội dưới những kênh rạch, bao quanh các khu dân cư hay trèo lên các ngôi nhà cao tầng của Nhật Bản để tìm kiếm con mồi yêu thích. Đó cũng chính là một phần lý do mà người ta gọi nó là rắn ninja. Với những kỹ năng đeo bám trên bề mặt thẳng đứng, ít chỗ bám hay ẩn mình dưới dòng nước để mai phục con mồi, với chiều dài từ 1 đến 2 mét, rắn ninja là loài rắn lớn nhất ở Nhật Bản. Màu sắc của chúng cũng thay đổi theo độ tuổi. Ở rắn mới sinh với màu xanh vàng nhạt, đến những sọc lâu ở con rắn thiếu niên và màu vàng xanh da trời ở con trưởng thành. Những họa tiết sọc giúp chúng trở lên giống với loại rắn độc Mamushi. Một số con rắn thậm chí còn có màu trắng toàn thân do bị bạch tạng và được bảo vệ từ năm 1924 như một biểu tượng quốc gia và được người Nhật thờ cúng tôn kính xem như vị sứ giả của thần sông núi. Cũng chính vì lợi ích bắt chuột và biểu tượng tâm linh của nó, nếu có nhìn thấy loài rắn này leo lên nhà hay bơi dưới các rạch nước, người Nhật cũng sẽ không bắt hay làm hại chúng mà trái lại còn cảm thấy vui mừng vì sự xuất hiện của rắn ninja trong ngôi nhà của mình. Do được người Nhật yêu quý và tôn sùng nên chúng không bị con người gây hại. Thiên địch tự nhiên của chúng là đại bàng và lửng chó. Điều quan trọng hơn đó là loài rắn này vô hại với con người, không có lọc độc. Chúng chỉ săn các con mồi nhỏ như chuột, ếch, thằn lằn, thậm chí leo lên cây cao để bắt chim non. Rắn ninja còn có tập tính ngủ đông từ 3 đến 4 tháng và đẻ 7 đến 20 trứng vào đầu mùa hè. Khám phá về loài cáo có bộ mặt buồn thiu. Cáo Tây Tạng hay cáo sa mạc Tây Tạng là loài cáo có hình dáng đặc biệt, với khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ buồn thiu chán nản. Loài cáo lại biết phối hợp với những động vật khác để săn mồi rất đỗ ngại. Cáo Tây Tạng là một thợ săn cừ khôi, cho dù mang khuôn mặt lờ đờ chậm chạp. Chúng biết phối hợp với những động vật khác để săn mồi. Tuy nhiên, cáo Tây Tạng thường đi săn một mình vào ban ngày. Nếu có bạn đời, chúng sẽ đi săn mồi theo cặp. Cáo Tây Tạng phân bố ở cao nguyên Tây Tạng phía Tây Trung Quốc, cao nguyên Nada ở phía Pakistan, biên giới phía Bắc giữa Nepal và Ấn Độ, phía Bắc dãy Himalaya. Cáo Tây Tạng là loài động vật có kích thước nhỏ, chiều dài thân từ 60 đến 70 cm, trọng lượng trung bình khoảng 4 đến 5 kg. Chúng sở hữu bộ lông dày và mềm, đầu vuông, mắt nhỏ và tai cụp, cộng với tỷ lệ giữa mắt và hộp sọ không cân đối, nên trông loài cáo này mặt lúc nào cũng như đang chán nản. Thức ăn của loài cáo Tây Tạng gồm động vật cặm nhấm, thỏ rừng lông len, thằn lằn, xác linh dương Tây Tạng, hươu sạ, cừu hoang Himalaya và vật nuôi của con người. Các loài vật có thể mất mạng vì cơn đau đẻ. Chim kiwi, nhím hay linh cẩu đốm gặp rất nhiều đau đớn trong quá trình sinh sản, thậm chí phải bỏ mạng. Hãy tưởng tượng một người phụ nữ hạ sinh đứa trẻ nặng 11 kg, nặng gấp 3 lần khối lượng trung bình của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, đây là điều bình thường ở chim kiwi. Chim kiwi cái thường đẻ một quả trứng nặng bằng 1/5 trọng lượng cơ thể. Chúng là loài chim đẻ trứng to nhất nếu xét theo tỷ lệ trọng cơ thể. Việc sinh sản của thằn lằn Tiliqua rugosa cũng vất vả không kém. Chúng chỉ sinh 1 hoặc 2 con mỗi lần. Tuy nhiên, thằn lằn con mới sinh ra có thể nặng bằng 1/3 trọng lượng cơ thể thằn lằn mẹ. Điều này giống như một người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ 7 tuổi. Ở một số loài, con non không có kích thước lớn, nhưng quá trình sinh sản vẫn rất khó khăn, ví dụ như loài nhím. Lớp lông gai sắc nhọn giúp bảo vệ chúng trước kẻ săn mồi, nhưng điều này đôi khi lại gây nguy hiểm cho nhím mẹ. Khác với hầu hết các loài động vật thuộc bộ gặm nhấm, thường không có lông khi mới sinh. Nhím con khi sinh đã có lớp lông đầy đủ. Thông thường chúng không gây ra vấn đề đối với nhím mẹ vì lông nhím con thường mềm khi mới sinh và cứng dần nên sau một vài tiếng. Tuy nhiên, biến chứng có thể xảy ra, nhím con đôi khi được sinh ngược. Khi đó những sợi lông mềm vẫn có thể cắm vào đường dẫn sinh. Nhắc tới đường dẫn sinh, linh cẩu đốm là một trường hợp rất đặc biệt. Con cái có cơ quan sinh dục ngoài trông giống như dương vật ở con đực, được gọi là dương vật giả. Linh cẩu cái sinh con qua dương vật giả và bộ phận này có thể bị rách trong quá trình sinh sản. Điều này không chỉ gây ra đau đớn mà thậm chí có thể lấy đi tính mạng của linh cẩu mẹ. Trên thực tế, khoảng 15% linh cẩu cái chết trong lần đầu tiên sinh con. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy thích, hãy nhấn đăng ký để cập nhật thường xuyên các video mà mình tải lên.